Người Công giáo chúng ta sẽ kỷ niệm 5 năm ngày Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận qua đời. Bộ Công lý và Hòa bình tại Roma đã xin Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 ban bậc chân phước trong tiến trình phong thánh sau này cho Đức Cố Hồng Y Francisco Xavier Nguyễn Văn Thuận. Nhân dịp lễ phục sinh năm 2007, xin kính mời quý vị theo dõi câu chuyện đời tù đầy với Đức Hồng Y Nguyễn Văn Thuận, dựa theo cuốn sách Dụ ngôn hai con cá và năm chiếc bánh. Có nhiều bạn hỏi tôi làm sao mà không thuật lại cho anh em nghe kỷ niệm của tôi cuộc sống 13 năm ở trong tù. Tôi đã đi cải cái tạo, đã bị biệt giam như thế nào. Tôi không muốn nói hết, và tôi cũng không bị ai cấm tôi nói. Tôi tự do, nhưng mà tôi không muốn chỉ bám vào quá khứ, chỉ hoài bão, nhưng mà nhìn về tương lai, tôi không muốn thù hằn, tôi không muốn ta thán, nhưng nhìn tương lai một cách tích cực, một cách lạc quan, để chúng ta cùng nhau tiến tới và có thể xây dựng lại đất nước, xây dựng giáo hội của chúng ta, nhìn lại trong yêu thương và trong sự bình tĩnh. Tên tôi là Francisco Nguyễn Văn Thuận. Đến ngày 23 tháng 4 năm 1975, tôi làm giám mục đã được 8 năm tại Nha Trang, Trung Phần, Việt Nam, giáo phận đầu tiên Tòa Thánh trao phó cho tôi. Tôi đã sống những ngày tháng hạnh phúc ở đó, và Nha Trang vẫn chiếm một chỗ đặc biệt trong quả tim tôi. Ngày 23 tháng 4 năm 1975, Đức Phaolô Đệ Lục đã đặt tôi làm Tổng giám mục phó Sài Gòn. Khi Cộng sản đến Sài Gòn, họ đã bảo rằng, việc bổ nhiệm một giám mục một tuần trước khi chúng tôi đến Sài Gòn là một âm mưu giữa Vatican và đế quốc nhằm tổ chức chống cộng sau này. Vào lúc 2 giờ chiều, tôi và Đức Tổng giám mục Nguyễn Văn Bình được mời lên Dinh Độc Lập. Và tôi đã bị bắt ở trong Dinh Độc Lập, chở trên xe, đi trong đêm tối về Nha Trang lúc 12 giờ đêm. Một quãng đường tối tăm thực, nhưng mà tôi vui vẻ, bởi vì tôi thấy tôi bắt đầu một bước đường gian lao trong một ngày lễ của Đức Mẹ. Và tôi tin Đức Mẹ sẽ cùng đi bên tôi suốt bước đường gian lao mà tôi chưa biết sẽ là dài bao nhiêu. Trên con đường hơn 400 cây số, tôi ngồi trên xe, tôi suy nghĩ và tôi nhớ lại câu chuyện của Đức Giám mục John Wands, một vị truyền giáo người Hoa Kỳ đã bị Trung Cộng giam 12 năm tù. Khi ngài ra khỏi tù, ngài gầy yếu lắm, chỉ còn một bộ xương biết nói thôi. Bỏ ngài trên xe đẩy và đẩy ngài đi vào sân bay New York. Nhiều báo chí đến hỏi ngài, phỏng vấn ngài, nhưng Đức Cha John Watts chỉ trả lời có một câu: tôi yếu mệt lắm, tôi không thể nói được. Tôi chỉ nói rằng cả một nửa phần đời của tôi là đợi chờ. Là thật, ai ở tù cũng vậy. Kinh nghiệm bản thân của tôi cũng vậy. Đợi chờ. Chờ cho đến lúc nào có người thân. Chờ lúc nào có tin tức. Chờ lúc nào mình được đoàn tụ với gia đình, đoàn tụ với những người mình yêu thương, với những công việc mình đã làm trong một thế giới tự do. Nhưng nếu mà tôi chỉ đợi không mà thôi, nhưng có thể
cái điều mà tôi đợi đó lâu tới lắm. Thì trong khoảng thời gian đó tôi làm được cái gì? Có lẽ tôi ngồi đợi, hoặc là có thể không bao giờ tới. Thì điều tôi đợi cũng là một chuyện ảo tưởng. Nên tôi đã dốc lòng. Tôi nhớ lại bà Thánh Teresa hay nói, sống trong hiện tại. Và suốt đời tôi cũng đã giao giảng đó nhiều lần. Chúng ta sống trong hiện tại và làm cho hiện tại để tình yêu thương. Hỏi vậy thì sống trong hiện tại, chúng ta không nhìn về tương lai không? Không. Cách ngôn người Pháp nói là hiện tại cứ mang tương lai. Nếu hiện tại mà chúng ta làm tốt thì tương lai nó sẽ tốt. Hôm sau, ngày 16 tháng 8 1975, tôi được đưa đến nhà thờ Cây Vân. Ở đó cách xa thị xã Nha Trang khoảng 15 cây số đi về phía núi. Tôi bị quản thúc ở đó. Bên ngoài có những người theo dõi tôi, nhưng mà trong nhà tôi được ở nhà. Trẻ con vào ra được. Tôi khởi sự nhìn ra những người đi qua lại mà tôi thấy họ rất vất vả. Những người công chức, những sĩ quan bây giờ đi về đi cày ở dưới ruộng. Tôi nhìn lại lũ trẻ bây giờ đi học, không còn học giáo lý nữa. Các tủ sách bây giờ không còn bán nữa, những quyển sách đạo, sách kinh. Vậy thì tương lai chúng nó như thế nào? Và tôi, hiện giờ tôi đã đi xa giáo phận của tôi, hơn 400 cây số rồi, và có thể còn đi xa hơn nữa. Tôi phải làm gì? Tôi rất băn khoăn. Và một đêm kia, như có một tiếng bảo tôi, tại sao mà con băn khoăn? Sao con dại dột như vậy? Con cứ làm như Thánh Phaolô. Ông Thánh Phaolô ở tù thì ông chỉ viết thơ cho bổn đạo, thành Roma, thành Corinto, thành Efeso, thì con cũng viết thơ như ông Thánh Phaolô. Hay quá, tôi mừng quá. Và tôi chỉ mong cho tới sáng. Sáng này tôi kêu cậu bé đi xem lễ lúc 5 giờ. Tôi bảo cậu, nói mẹ cậu mang cho tôi mấy tập lịch cũ để tôi viết sau lưng lịch cũ. Tối lại cậu bé lò thò xách trong cái bao ni lông vào cho tôi một mớ lịch cũ. Và khởi sự từ tối đó tôi viết, viết những tư tưởng của tôi, những phần của sứ điệp mà tôi gửi tôi đến giáo dân của tôi, cho đoàn chiên của tôi đang còn hoang mang, tán loạn. Bởi vì nhiều người phải đi kinh tế mới, nhiều người đổi hộ khẩu, nhiều người gia đình ly tán, có người ra đi, có người đi cải tạo. Và tôi viết trong vòng 1 tháng rưỡi. Đến ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, ngày 8 tháng 12 1975, tôi đã hoàn tất và tôi đặt trước bàn thờ mẹ. Đây là quyển sách Đường Hy Vọng, gồm có 1001 câu. Và tôi viết vào trước đó, nhắn con 1001 lời, ngày đêm suy niệm trọn đời hiến dâng. Tôi muốn gửi đến sứ điệp đó cho tất cả giáo dân của tôi.